dù là cái khoảnh khắc mà mình được nhận giải đấy trôi qua khá là lâu rồi, nhưng mà mỗi khi mà nhớ về cái khoảnh khắc nhận được giải đấy thì trong lòng em vẫn có một cái niềm nâng nâng hạnh phúc, rất trân trọng khoảnh khắc đấy khi mình được bước lên nhận giải thưởng đấy. Nguyễn Hữu Thái Bảo có lẽ cũng không nghĩ rằng trong mùa bóng đầu tiên bước ra ngoài Viettel để chơi ở giải hạng nhất theo dạng cho mượn, mình lại được ghi nhận bằng việc lọt vào đội hình tiêu biểu như thế. Và niềm vui lớn hơn là sự trưởng thành. Thái Bảo là một trong số những cầu thủ trẻ được câu lạc bộ Thể công Viettel đồn lên V-League mùa này. Đó là niềm hạnh phúc nhưng cũng là sự tưởng thưởng cho những nỗ lực của chàng trai sinh năm 2004. Tất nhiên thì khoác áo đội 1 thì đấy là điều mà bất cứ cầu thủ trẻ nào cũng mong muốn. Và em cũng không ngoại lệ, em cũng rất là mong muốn một lần được khoác áo đội 1 để thi đấu ở trên đấu trường V-League. Theo em thì đấu trường V-League là đấu trường lớn nhất ở Việt Nam rồi. Hạng nhất hay là hạng nhì nó tuy vậy nhìn vậy nhưng mà cái chất lượng thi đấu cũng không là bằng V-League được. Nên là khi mà mình đã bắt đầu được đặt chân, được chơi bóng ở đấu trường V-League thì em nghĩ là những cái nhỏ bé xung quanh nó sẽ biến mất hết, mà mình đều phải tập trung vào từng trận đấu một và sự cố gắng của mình phải rất 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 là cao mới có thể chơi bóng ở V-League. Giống như nhiều cầu thủ trẻ khác của Viettel, ra đi là một cơ hội để cọ sát, để trưởng thành, và ra đi là để trở lại. Thái Bảo lần đầu tiên được cho đi mượn ở mùa bóng 2023-2024 trong một đội bóng có tham vọng và có tính cạnh tranh cao như Trường Tươi Bình Phước. Cầu thủ sinh năm 2004 từng bước khẳng định được vị trí vững chắc và có một mùa giải ấn tượng. Năm vừa rồi cũng là năm đầu tiên mà em được bước chân ra khỏi Viettel và đi mượn ở đội bóng khác. Thì tuy là có bỡ ngỡ nhưng mà và có cảm giác mình không quen bởi vì đi đội bóng mới, nhưng mà khi được vào Trường Tươi Bình Phước thì đấy cũng là một đội bóng mà cơ sở vật chất cũng như là ăn uống và cách tập luyện cũng rất là chuyên nghiệp, nên là mình cũng nhanh dần quen và tập luyện một cách rất là tốt, và em cảm thấy một năm vừa rồi đi để cho em lại rất nhiều kinh nghiệm cũng như là bài học. Năm đầu đời bước ra chân khỏi Viettel thì rất là đáng quý. Bài học lớn nhất mà em học được đó là tính kiên trì, bởi vì ngay giai đoạn đầu mùa giải thì em cũng chưa được chơi bóng, chưa được đá trong đội hình chính thức, nhưng mà em vẫn cố gắng tập trung tập luyện và đợi chờ một ngày được trao cơ hội, và khi được trao cơ hội thì em cố gắng để tỏa sáng, để cố gắng để có một vị trí chính thức và em vẫn làm được. Được khoác áo đội 1 là một bước tiến mới trong sự nghiệp, là ước mơ của biết bao cầu thủ trẻ được đào tạo từ nhỏ tại công ty thể thao Viettel. Đây là ngôi nhà thứ hai của Thái Bảo, nơi anh lớn lên từng ngày. Từ nhỏ em đã rất là đam mê bóng đá và hay xem và cũng là hay đá bóng ở làng, ở huyện, ở xã. Thì cơ duyên đến đưa em đến bóng đá đó chính là nhờ chú em, bởi vì chú em có quen với trước đây có quen với thầy Đặng Phương Nam, lúc thầy Đặng Phương Nam vẫn đang làm ở đây, nên là chú em cũng hỏi ý kiến em là có muốn đi theo thử bóng đá chuyên nghiệp xem là nó khác như với môi trường ở nhà nhà không. Thì đôi mình rất là đam mê là mình cũng thích, và rất may mắn là em đã đỗ được và được chơi bóng ở đây đến tận bây giờ. Thời gian trôi qua thì theo góc nhìn của em, theo suy nghĩ của em thì em thấy rất trân trọng cái thời gian ở đây, bởi vì ở Việt Nam thì có rất nhiều lò đào tạo trẻ, nhưng mà Viettel là một trong những lò đào tạo mà chất lượng nhất, và mình rất là may mắn là được chơi bóng ở đây mà cũng được ở đây rất là lâu rồi, nên là em rất là quý cái quãng thời gian này. Thực chất, sự nghiệp bóng đá của Thái Bảo cũng không hề dễ dàng. Gia nhập công ty thể thao Viettel, nhưng ở môi trường nhiều cầu thủ xuất sắc, việc cạnh tranh là vô cùng khó khăn. Thái Bảo tự biết bản thân mình còn nhiều thiếu sót và luôn nỗ lực để chờ cơ hội. Mỗi lần được ra sân thi đấu là đã hạnh phúc lắm rồi. Thế nên, Thái Bảo càng trân trọng những phút giây đó, dù đã có nhiều quãng thời gian Bảo phải làm bạn với bàn ghế dự bị. Nói chung là từ bé đến giờ em thì không phải là người nổi bật, nên là quãng thời gian từ bé đến giờ em rất là khó khăn và gần như là rất ít được đạt chính, rất ít được chơi để thể hiện bản thân, mà thể hiện cũng gần như không thể hiện được, nên là quãng thời gian từ kể cả từ U13, U15, U17, U19 thì em đều là dự bị, nên là lúc nào em cũng trong cái trạng thái là gọi là khá là tự ti bản thân và cũng là nút trầm cuộc sống. Nhưng mà đến bây giờ khi mà được ra ngoài, được thể hiện thì mình cũng trưởng thành hơn một tí, tuy chưa giỏi nhưng mà nói chung là mình cũng
có những một cái gì đấy để mình tự hào hơn một tí về bản thân mình. Câu nói ở trong một cuốn sách mà em nghĩ là chắc là nhiều người biết, đó là cuốn sách Nhà Giả Kim. Nó có một câu là khi ta vấp ngã 7 lần thì hãy đứng dậy 8 lần. Và em thấy câu nói đấy là câu nói mà em rất tâm đắc, bởi vì nó cũng là một cái giống như là trong cuộc sống của mình, trong cuộc sống bóng đá của mình, là khi mà mình vấp ngã thì mình phải đứng dậy để cố gắng tiếp tục, chứ đừng có vấp ngã và nằm luôn. Khi trở về thành công Viettel, Thái Bảo có cho mình sự tự tin lớn, điều mà trước kia chính bản thân Bảo không nghĩ tới. Anh là một trong những cầu thủ trụ cột trong đội hình đầy hào thủ của U21 thể công Viettel dự vòng chung kết U21 quốc gia ở PVF mới đây. Không những vậy, ở những trận đấu giao hữu đầu mùa giải, Thái Bảo tiếp tục được huấn luyện viên Đức Thắng và ban huấn luyện đội 1 sử dụng thử nghiệm nhiều trong những cuộc đọ sức với Hà Nội, Công an Hà Nội hay Sông Lam Nghệ An. Thể hình cao 1m76 chưa thể coi là lý tưởng với một trung vệ, nhưng Thái Bảo cố gắng khắc phục bằng việc trau dồi các kỹ năng khác. Tất nhiên là bản thân em vẫn biết là thể hình hiện tại của em là chưa đủ để thi đấu ở V-League. Và thật ra cái thể hình này cũng là một trong những cái mà em rất là để làm em bị suy nghĩ là rất là nhiều, bởi vì em cố gắng ăn uống rồi ngủ nghỉ các thứ, nhưng mà một thời gian rất dài mà thể hình vẫn chưa để to được, nên là em cũng rất là tự ti về vấn đề này. Em suy nghĩ và cũng như là có nhiều người góp ý thì chắc khả năng mà em tốt nhất là giữ bóng trong chân, chơi bóng một cách bình tĩnh. Đây là cái khả năng mà em có tốt nhất. Trước đây em cũng từng đá vị trí tiền vệ giữa, nên là mình có những cái kỹ năng để đá tiền vệ giữa, nên là về trung vệ chơi thì mình cũng một phần nào giữ được cái kỹ năng đấy, nên là nó là cái khả năng tốt nhất của mình. Đặc biệt, sự tự tin của Thái Bảo cũng được hình thành dần qua việc học hỏi thần tượng của bản thân. Một hậu vệ, nhưng hình mẫu của Thái Bảo lại là tiền đạo siêu sao Cristiano Ronaldo. Thần tượng của em thì là Cristiano Ronaldo, mặc dù là không cùng vị trí với em, nhưng mà em thích cái tính, cái sự cố gắng của anh đấy, và em rất là thần tượng và cũng noi theo tấm gương đấy để mà học hỏi. Điều em thần tượng nhất ở Ronaldo chính là cách mà anh ấy làm việc rất là kỷ luật, cũng như là sự cố gắng trong từng buổi tập và từng bữa ăn, từng giấc ngủ của anh đấy. Đấy là sự em ngưỡng mộ nhất. Lên đội 1 là một nấc thang mới cho Nguyễn Hữu Thái Bảo, dù biết rằng còn quá sớm để nói về cơ hội cạnh tranh một vị trí chính thức. Nhưng chắc chắn, việc được chơi cùng các đàn anh, các tuyển thủ quốc gia sẽ giúp Thái Bảo học hỏi và thu lại được nhiều kinh nghiệm hơn. Đó sẽ là hành trang cần thiết cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai.